nếu như nhà mọi người dư chuối chín rất là nhiều mà không biết làm gì ăn á thì hôm nay cùng vào bếp với mình và làm cái món bánh chuối nướng này ăn cực kỳ ngon luôn món chuối nướng này thì mọi người có thể ăn chay đều được nha tại vì hôm nay mình làm cái công thức này sẽ không sử dụng trứng cho nên là ăn chay hay ăn mặn đều ăn được hết mỗi buổi sáng khi mà bụng đói và trước khi ăn thì mọi người ăn mỗi trái chuối như thế này nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của mình nhà mình thì mỗi lần mà chuối nó già nó chín thì rất là nhiều có khi là một hai buồn luôn mọi người và những cái buồn chuối nó chín khá là nhanh và ăn không có hết loại chuối sim này thì mình làm chuối chiên hoặc là chuối hấp và ép ra phơi khô mình ăn không cũng được hoặc là mứt ăn cũng rất là ngon mọi người đã từng ăn cái loại mứt chuối đó bao giờ chưa vài bữa nữa mình ép chuối mình phơi khô thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nha Hôm nay thì mình sẽ làm chuối nướng trước Chuối nướng thì mình sẽ sử dụng là ba trái chuối chín thật là chín nha mọi người Chín nhiều á thì như vậy chuối mình nó mới ngọt và ngon được Đầu tiên thì mình sẽ trộn dầu ăn, sữa tươi có đường và một chút xíu muối, đường Mình sẽ bỏ vào mình trộn đều lên Không hiểu sao là cái hũ đường để để kính cỡ nào đi ăn nữa thì ký nó cũng bò vào được mọi người Hay ghê luôn á Mà ký đã bò vào rồi là khó đuổi lắm, đuổi hoài không được Cho nên thôi làm bánh nướng ăn tụi nó luôn chắc cũng ngon không sao đâu trộn đều rồi thì mình sẽ bỏ cái phần chuối nghiền nát vào mà không nhận là bỏ chuối vào rồi không thấy ăn kiến nó hết trơn mọi người cái hộp chuối với kiến nhìn giống nhau ghê luôn á phần bột mì thì mình sẽ sử dụng là baking soda và bột nở mình bỏ vào sau đó mọi người sẽ đổ vào cái phần hỗn hợp hồi nãy mình quậy chuối với đường sữa mình bỏ vào luôn và mọi người trộn đều thôi nha đừng trộn lâu quá trộn lâu quá thì khi nướng bánh của mình sẽ bị chai và không có ngon mọi người á, sẽ dùng một cái khuôn để mình nướng bánh và mọi người sẽ lót cái nến ở dưới để lấy mình lấy bánh ra cho nó dễ nha và sau đó mọi người dọng dọng xuống để cho cái phần bột mình nó đều hơn trước khi nướng á, thì mình sẽ làm nóng nồi trước 10 phút 200 độ C và nướng 180 độ C trong vòng 2 phút mỗi mặt hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái nồi chiên không dầu của nhà Simlet Cái nồi chiên không dầu này thì khá là đẹp luôn Và nó có những cái chức năng nướng từ nguyên liệu khác nhau cho mọi người Mọi người có thể tham khảo Ngoài cái bề ngoài đẹp thì cái chất lượng của nó cũng không thua kém gì đâu nha mọi người Từ khi mình mua cái nồi này về mình sử dụng thì làm bánh hoặc làm những món ăn cho gia đình mình nó rất là tiện lợi và dễ luôn Ai mà yêu thích cái nồi chiên không dầu này thì có thể vào giỏ hàng của mình để đặt mua nha Bánh chuối này thì vỏ bên ngoài rất là giòn, bên trong thì mềm, ăn rất là ngon luôn